Em đã mang tiếng nó bỏ chồng như vậy rồi thì em đâu còn danh giá gì nữa đâu. Anh càng nói á thì tôi càng cảm thấy hối hận anh biết không? Vì đã lấy chồng sớm và lấy anh đó. Cô Yên ơi, mẹ nhớ con lắm. Hôm nay anh mạnh dạn viết lá thư này cho em, thật sự muốn em tha thứ cho anh đã có ý chí cải tạo về với hai con và gia đình. Đây là những lời nói thật lòng nhất của anh. Xin lỗi em. Hồ sơ tình án, sự hối hận muộn màng sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2019 trên kênh VTV9.